có một nghề truyền thống mang đến hương thơm chất chiêu từ núi rừng. Một hương thơm không thể thiếu cho mỗi gia đình của người Tây ở Bắc Cạn trong những dịp lễ Tết. Quý vị và các bạn thân mến, những người cao tuổi ở huyện Ba Bể từ xa xưa đã lưu truyền một câu nói, đó là cốc hương tắt nghè, cốc chè bản hầu, để nói cái sự nổi tiếng của nghề làm hương truyền thống ở nơi đây. Và trong chương trình trải nghiệm văn hóa ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về nghề làm hương truyền thống độc đáo của người Tày ở huyện Ba Bể nhé. Cô ơi, cô đang làm gì đây ạ? Cô đang làm hương. Cô ấy làm cái hương này ấy thì là mình phải trải qua những cái công đoạn gì nhiều ạ? Là hôm nay cô có thể giới thiệu cho cháu được biết được không ạ? Trước tiên mình là chè que này. Chè que về xong là ngâm. Ngâm khoảng độ một tuần xong là lấy lên phơi khô. Phơi khô về xong là mình lấy cái, nó có cái mình nhặt ra hết. Xong rồi trước tiên mình làm nước sạch của mình ấy. Trong khô về xong là mình nhúng xuống là bột dính trước, đầu tiên là bột dính đầu tiên nhất, xong là đến thứ hai là đến cây kia là cây kháo, đúng, cây kia là chủ yếu là cho thơm. Hàng năm khi bước vào mùa thu là những người làm hương tày ở Bắc Cạn lại lên rừng tự mình hái những cây có mùi thơm đặc trưng như mậy khảo chuông, mậy chuông phác, thêm cây mục, chặt đem về ngâm, giã hoặc nghiền nát kết hợp với một số lá cây phơi nghiền thành bột. Ôi, khi mà mình để làm được cái hương tày truyền thống của mình thì cần phải có những cái cây nguyên liệu nào nhiều ạ? Cần phải cây lá dính này. Trước tiên mình là phải lấy từng lá này để đi phơi cho thật, phơi cho dài càng dạ càng dạ thì càng tốt. Tiếng Tày mình gọi là cây gì ạ? Cây mậy cứu. Làm hương của người Tày phải nhất là phải có cái lá này, mà không có là không làm được. Để làm ra những cây hương thủ công của người Tày còn có một nguyên liệu không thể thiếu, đó là cây tre mai dùng để làm que hương. Những cây tre mai dùng làm hương cũng phải có tiêu chuẩn đặc biệt, đó là chỉ già 1 năm tuổi. Nếu già quá thì hương sẽ khó cháy. Tại sao mình lại chỉ được lấy cây mai để làm ạ cô? Cái khác thì không, cái giống của nó không dài. Không dài làm được. Không dốc. Nó không dốc. Đấy, mỗi cây mai. Cháu thấy làm dễ. Đấy. Tên cháu làm mà cháu thấy rất là dễ. Đấy. Những thanh tre nhỏ sau khi trẻ sẽ đem đi ngâm nước trong vòng 1 tuần, phơi thật khô dưới 3-4 ngày nắng là có thể đem sử dụng. Để có hương thơm thuần chất, quan trọng nhất chính là công thức pha bột hương. Nếu pha trộn tỷ lệ bột không đều nên hương sẽ không dính, không có mùi thơm đặc trưng của lá cây, hương gỗ. Cây hương đẹp là sau khi lăn đi lăn lại tạo thành nét to đẹp, đều, tròn trịa. Vì vậy hương được làm theo phương pháp thủ công truyền thống được nhiều khách hàng lựa chọn. Cái này cho 3 lượt là được. Đây, cô đủ cho. Đây, làm đi. Cháu thấy nó to rồi đấy, nhà nó tròn rồi đấy. 3 lượt là được. Khi nào cái bột nó cũng phải trộn cái lá dính kia cũng phải vừa này. Cái bột nó cũng phải mịn đều một tí. Thì cái hương nó mới tròn, nó mới mịn. Vâng, nếu thế thì ngày xưa khi mà mình chưa có máy nghiền ấy, các ông bà ta làm hương tày này thì muốn xử lý cái bột này để nó mịn như thế này thì mình phải dùng cách nào ạ cô? Mình phải lấy xuống cối để giá chứ, toàn giá chứ. Đấy, kể cả bột dính, kể cả loại này, kể cả cái kia, toàn giá hết. Giá bên sàng sấy. Cô được giá cái này? Được, được. Cô cũng toàn giá mà, bây giờ có hiện đại máy móc thì mới nghiền được đấy. Mới có mấy năm nay được nghiền đấy. Ngày xưa còn toàn làm giá mà. Sau khi lăn xong, những cây hương sẽ được đem đi phơi dưới nắng 1 ngày. Do hương làm thủ công lại không pha hóa chất, hương liệu chủ yếu là các loại cây lá trên rừng, cho nên chúng có mùi thơm rất đặc biệt, rất an toàn cho người sử dụng. Quý vị và các bạn thân mến, với đức tính cần cù, chịu thương, chịu khó, thì từ những loại thảo mộc tự nhiên trong rừng mà những người mẹ, người chị của dân tộc Tày đã có thể làm ra những cây hương Tày truyền thống rất là có hương thơm và an toàn cho người sử dụng nữa. Một lần nữa thì xin cảm ơn cô đã nhận lời mời trò chuyện trong chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chúc cho cô thì sẽ làm ra được
gìn giữ được cái nghề hương truyền thống này và ngày càng được thị trường ưa chuộng, mở rộng thị trường hơn nữa. Và đến đây thì chương trình trải nghiệm văn hóa cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình tiếp theo.